Liên minh siêu nhân vui vẻ, anh hùng trở về. Gói hàng. Nó đã được sửa đổi để chúng ta có thể vượt qua mái dò. Mọi chuyện thế nào rồi? Cậu đã gửi được điện thoại di động đến dinh thự của tổng thống chưa? Vâng, tôi còn dán miếng bảo vệ màn hình trước khi gửi nó đi nữa. Sao cậu lại lãng phí thời gian vào việc như vậy? Chúng tôi có chút quà tặng miễn phí, và tổng thống có thể sẽ cho chúng ta đánh giá 5 sao đó. Chúng ta không phải là cửa hàng trên mạng. Ờ ha. Sao chúng ta lại gửi điện thoại cho ngài ấy hả, đại tướng? Nó chỉ trông giống như một chiếc điện thoại di động, nhưng thực ra nó là một quả bom hình điện thoại di động. Và khi tổng thống bật nó lên, nó sẽ mang đến sự hỗn loạn và kinh hoàng cho người dân ở hành tinh năm cánh. Sau đó chúng ta sẽ tận dụng cơ hội để xâm chiếm hành tinh này. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó biết về chiếc điện thoại trước? Nó được sửa đổi bằng công nghệ mới nhất. Ai có thể tìm ra chứ? Ta chắc chắn 100% rằng quả bom sẽ đến tay tổng thống, mà không ai biết nó là gì. Sao họ dám chứ? Những kẻ âm mưu. Mau trốn thôi. Hãy đến gặp người đưa thư và ngăn quả bom không được đến chỗ tổng thống. Ôi trời, chúng ta đã để thông minh nghe lén mọi chuyện rồi. Tệ thật. Chúng ta phải tìm cách ngăn cậu ta can thiệp vào kế hoạch của chúng ta. Người đưa thư! Người đưa thư! Ông đã giao hết gói hàng của mình ngày hôm nay chưa? Vẫn chưa. Tốt rồi. Siêu nhân ngọt ngào đang giúp tôi. Chuyển gói hàng hả? Từ nửa tiếng trước rồi. Đừng chạy nữa, quái vật. Lưới bảo vệ ngọt ngào. Coi chừng. Bong bóng ngọt ngào. Người đưa thư, ông ổn chứ? Cảm ơn rất nhiều, siêu nhân ngọt ngào. Tôi ổn. Tôi nghĩ tôi đã nói quá sớm. Tôi sẽ đưa ông đến bệnh viện. Không có thời gian đâu. Tôi phải hoàn thành việc gửi thư và giao tất cả các gói hàng này trong ngày hôm nay. Đừng lo, tôi sẽ giúp ông. Và chuyện đó đã xảy ra hôm nay. Vậy tôi phải báo cáo cho vui vẻ và cả đội biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi sẽ cùng tìm ngọt ngào. Quái nhi, mau ra ngoài đó đi. Bảo các quái vật chặn các siêu nhân lại. Vâng, đại tướng. Cô ấy kia rồi. Ngọt ngào ơi. Khoan đã, dừng lại. Sao các quái vật vẫn chưa tới đây? Chúng ta không thể đợi được. Hãy nghĩ ra cách nào đó để trì hoãn các siêu nhân. Tổng thống phải nhận được quả bom đó. Đã rõ.
Cứu với, cháy rồi. Có vẻ như có đám cháy. Tôi sẽ đi giúp mọi người, các cậu đi theo Ngọt Ngào. Tôi sẽ bắt kịp các cậu nhanh nhất có thể. Được. Ôi không, con tôi. Ai đó giúp tôi với. Ai đó làm ơn giúp con tôi với. Kỹ tính, hậu đậu, nghe này. Ngọt Ngào đi qua ngõ kia rồi. Các cậu mau đuổi theo cậu ấy đi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Hậu đậu, Ngọt Ngào đã đi qua khu chung cư. Kỹ tính, phân thân. Này, Ngọt Ngào, đợi đã. Chào hậu đậu. Cái gì, ông quái bự? Sao ông lại ăn mặc giống Ngọt Ngào vậy? Để quá trang thành siêu nhân Ngọt Ngào. Cậu đang tìm siêu nhân Ngọt Ngào hả? Tôi vừa nhìn thấy xong, cô ấy đi hướng đó. Ai đã tìm được hay liên lạc được với Ngọt Ngào chưa? Vậy thì tới dinh thự tổng thống. Vui vẻ, các cậu đang làm gì ở đây vậy? Có một quả bơm ở trong đó, Ngọt Ngào. Ở một trong những gói hàng đó. Hả? Một quả bơm ư? Không, kế hoạch của chúng ta đã bị bại lộ. Chúng tôi đã tới rồi, đại tướng quái bự. Mau lên, đi lấy lại gói hàng đó từ siêu nhân Ngọt Ngào ngay. Quái vật đang ở đây. Cậu còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau lên, kích hoạt quả bơm rồi ném nó vào dinh thự tổng thống đi. Quả bơm. Đỡ lấy cậu ấy. Sao chúng ta lại thất bại nữa chứ? Ít nhất chúng ta đã kết thúc được siêu nhân kỹ tính. Lưới bảo vệ Ngọt Ngào. Các cậu đang làm gì vậy? Đó là một phân thân thôi. Cậu vẫn ổn, kỹ tính. Tôi rất mừng vì cậu không sao. Phải, thật tuyệt. Các cậu nghĩ sao về việc giao những gói hàng này? Được. Lại một thất bại hoàn toàn nữa.
Robin siêu nhân vui vẻ. Anh hùng trở về. Sức mạnh người hâm mộ. Hôm nay là ngày mở cửa hàng năm của bảo tàng. Lần này chúng ta phải giả làm học sinh, lén vào và đánh cắp chiếc vòng cổ bí ẩn, truyền sức mạnh cho người đeo nó. Với chiếc vòng cổ đó, chúng ta sẽ chinh phục hành tinh năm cánh. Dừng lại. Đứng yên. Đừng chạy nữa. Chiếc vòng cổ bí ẩn là của ta. Giờ ta sẽ có sức mạnh không thể ngăn cản. Hả? Có lẽ... họ đã lấy nhầm túi. Vậy chiếc vòng cổ sẽ có ở trong túi của cậu bé. Nhưng chúng ta không biết mặt cậu ấy. Quả bóng đã che mặt cậu ấy. Đợi một chút, đó là gì vậy? Nghe này kỹ tính. Người phụ trách bảo tàng đã gọi. Ông ấy yêu cầu cậu gặp ở bảo tàng. Siêu nhân kỹ tính, nhiệm vụ của cậu hôm nay là bí mật tham gia cuộc họp câu lạc bộ người hâm mộ của chính cậu. Chúng tôi đã đánh mất một chiếc vòng cổ có giá trị. Đoạn phim này cho thấy nó đã bị một cậu bé cầm nhầm. Cậu bé có một vết bớt ở cánh tay và huy hiệu câu lạc bộ người hâm mộ siêu nhân kỹ tính. Cậu lén vào buổi họp người hâm mộ tìm cậu bé và tìm lại chiếc vòng cổ bị mất. Tiến sĩ Hắc nói Kalo đang thực hiện một nhiệm vụ khác, nên tôi sẽ cho cậu một bạn đồng hành. Những người còn lại trong nhóm đang bận làm việc khác. Nếu không do yêu cầu của người phụ trách bảo tàng, tôi chắc chắn sẽ không đến. Kỹ tính phân thân. Laser kỹ tính. Tôi hy vọng sẽ được chụp ảnh với siêu nhân kỹ tính. Ở đây đông thật đấy kỹ tính. Chúng ta nên cố gắng đừng tách xa nhau. Kỹ tính, cậu đi đâu vậy? May mà mô hình kỹ tính của mình không sao. Tốt, cậu đây rồi. Tôi có ý tưởng để tìm đứa trẻ có vết bớt. Thứ này có thể điều khiển máy điều hòa ở hành lang. Chúng ta sẽ sử dụng luồng khí để thổi bay tay áo của họ. Được rồi, tôi sẽ thử bật máy sưởi để họ thấy nóng và xắn tay áo lên. Đó là dịch chuyển tức thời. Tôi bị lộ rồi.
Cô ấy thật sự đã làm được di chuyển của kỹ tính một cách hoàn hảo. Xin chúc mừng, cậu là người chiến thắng trong cuộc thi cosplay kỹ tính năm nay. Cậu có muốn nói vài lời không? Kỹ tính là tuyệt nhất, kỹ tính là tuyệt nhất, kỹ tính là tuyệt nhất. 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 Anh muốn gì? Em có ghé thăm bảo tàng vài ngày trước không? Và em có thấy một chiếc vòng cổ trong cặp sách không? Một chiếc vòng cổ trong cặp sách. Ồ, có thật nè. Đợi đã. Cuối cùng ta cũng có thể thoát khỏi bộ trang phục nữ sinh ngớ ngẩn này. Quái vật ánh sáng, đánh bại chúng đi. Tốt hơn hết là ngươi thả họ ra ngay. Xích Nam Châm thông minh. Giờ đòn tấn công của ngươi vô dụng đối với ta. Ngươi chẳng là gì đối với ta. Đó có phải là siêu nhân kỹ tính thật không vậy? Sức mạnh của tôi đã bị phong ấn bởi quái vật. Lối ra khỏi đây cũng bị phong ấn. Chúng ta phải nghĩ ra cách gì đó. Tôi thề tôi sẽ đưa tất cả chúng ta ra ngoài. Em có bị thương không? Chúng tôi có thể làm gì đó để giúp cậu. Tôi khá là khỏe, tôi sẽ giúp. Tôi giỏi ném lao, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể giúp được bằng cách nào đó. Đúng vậy, tôi sẽ giúp. Cứu chém kỹ tính. Kỹ tính, cậu thế nào? Cuối cùng cô đã trở lại. Ôi không, thông minh. Kỹ tính phân thân. Lần này đòn tấn công của ngươi sẽ không ảnh hưởng gì tới ta. Nam Châm thông minh. Làm ngay bây giờ đi kỹ tính. Họ vẫn đánh bại quái vật. Ôi không, ta nghĩ cô ta đã thấy ta. Cố đấm kỹ tính. Ôi siêu nhân kỹ tính. Cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Người ham mộ của mình đâu rồi?